Xin chào tất cả mọi người, em tên là Nguyễn Hoàng Mai Phương, học sinh lớp 11 chuyên Anh của trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bình Khiêm, tỉnh Quảng Nam. Và sắp tới đây thì em sẽ tiếp tục chương trình học của mình tại trường Deakin College tại Melbourne của Úc. Và theo em thấy thì thủ tục hồ sơ nhập học cũng không quá phức tạp và cũng không cần phải thông qua chứng minh tài chính. Đồng thời thì em còn được nhận visa trong vòng chỉ có 5 ngày. Không những thế thì ở đây tại em còn được tất cả các anh chị đã giúp đỡ để em nhận được một phần học bổng cho chương trình học sắp tới của em, và em khá tự hào về điều này. Lần nữa thì em xin cảm ơn tất cả các anh chị tư vấn viên tại trung tâm tư vấn du học Tài Minh đã hỗ trợ em hết sức mình để em thực hiện ước mơ du học của mình.